Hôm qua, trường Trung học cơ sở Nguyễn Trãi, thành phố Long Xuyên tổ chức chương trình Thắp sáng ước mơ lần thứ 17 năm học 2023-2024, trao các suất học bổng, những phần quà Tết ý nghĩa, tiếp thêm niềm tin và động lực để giúp các em tiếp tục vươn lên trong học tập và cuộc sống. Theo đó, trường Trung học cơ sở Nguyễn Trãi đã trao 105 suất học bổng và quà Tết cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, dù có học giỏi ở các khối lớp. Ngoài phần quà là các nhu yếu phẩm trị giá 360.000 đồng, nhà trường cũng đã trao 54 suất học bổng trị giá từ 500.000 đến 800.000 đồng cho các em học sinh có học lực khá giỏi và 51 suất học bổng trị giá 200.000 đồng cho các em học sinh khó khăn có hành kiểm khá tốt. Tổng kinh phí được trao quà lần này trên 83 triệu đồng, được trích từ nguồn vận động của liên đội trường thông qua phong trào nuôi heo đất giúp đỡ bạn nghèo và nguồn vận động xã hội hóa từ các mạnh thường quân, hội cha mẹ học sinh của trường. Thắp sáng ước mơ là chương trình thường niên được trường Trung học cơ sở Nguyễn Trãi tổ chức nhằm vận động các mạnh thường quân, giáo viên, học sinh nhà trường dành tặng hàng chục suất quà Tết bằng tiền mặt, bánh kẹo trao đến tận tay các em học sinh, qua đó thể hiện tấm lòng nhân ái, sẻ chia đối với những hoàn cảnh khó khăn, giúp các em được vui xuân đón Tết cổ truyền thêm vui tươi, đầm ấm.